Chào các bạn. Hôm nay mình đang có mặt tại giáo xứ Quần Cống thuộc về hạt miền Phú Nhai, giáo phận Bùi Chu. Mình sẽ quay khung cảnh nhà thờ Quần Cống cho các bạn xem. Đây là linh đài Đức Mẹ ở trên một cái ao thật lớn các bạn nhé. Cái ao rất là to. Đài được xây dựng trên một cái ao rất lớn. Trời hôm nay đang mưa các bạn nhé, nên có thế nào các bạn thông cảm. Bây giờ mình cùng các bạn là đi chung quanh ngôi thánh đường giáo xứ Quần Cống. Đó, giáo xứ Quần Cống có một cái tháp giữa, giữa là có Chúa Kitô Vua và hai thiên thần thổi loa. Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa ngự trong phép bình thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự. Bên cạnh cuối nhà thờ có một đài. Mình cùng các bạn xem là thánh gì nhé. Danh hùng từ đạo, thánh Phạm Lý Lễ các bạn. Chắc Đỗ Lý Trưởng. Phạm Trọng Khảm. Rất là nhiều thánh. Tháp rất là cổ các bạn. Tháp chuông rất là cổ. Không cao lắm nhưng mà cổ. Thấp. Bây giờ mình cũng đang đi chung quanh ngồi trên đường. Rất là lắm chuồng các bạn. Mình nhìn thấy là ngay mắt mình nhìn ở dưới này đã nhìn thấy 5 quả. Còn những tháp nhỏ. Đó, đây là tháp nhỏ này. Mỗi bên một cây tháp nhỏ này nữa. Đó, một cây tháp lớn nữa nằm ở giữa. Mình cùng các bạn đi xung quanh ngôi thánh đường. Nhà thờ này vào độc là ly tô đá rửa các bạn. Giống như là mẫu nhà thờ miền Nam. Làm rất là đơn giản, không có hoa văn nhiều. Thank you.
Bây giờ hôm nay may quá nhỉ, gặp hội nghĩa binh anh trẻ à? À, xin chào nhá. Đây là lớp chắc là lớp giáo lý ra nhỉ? Các bạn ơi, này đúng là lớp giáo lý chầu Chúa Giêsu Thánh Thể ra. Rất là đông nhé. Các bạn nhìn rất đông. Giáo xứ này chắc cũng rất là đông nhân danh, cho nên là rất là đông các em. Đúng vào giờ các em tan lớp. Thì mình cùng các bạn đi xung quanh ngôi thánh đường nhé. Chào chú. Chào nhá. Quay cây tháp và cuối nhà thờ các bạn xem nhá, giáo xứ Quân Công. Giáo xứ này rất là có từ xa xưa rồi. Đó, nhà thờ. Mình cùng các bạn vào tham quan mấy bia đá này như thế nào. Cha trị đến giáo xứ Quân Công, ghi nhớ công ơn Đức Cha Emiko Vũ Duy Nhất Giám mục Bùi Chu, Đức Viên Phụ Trép Phan Trần Ngọc Hoàng, khởi công ngày 13 tháng 9 1992. Đó, nhà thờ này xây 1992. Và bên này nữa, giáo xứ Quân Công ghi nhớ công ơn cố linh mục xứ Phêrô Lê Hoàng Thang, quý vị ân nhân thân nhân, tất cả những ai đã giúp đỡ công của trong công trình xây dựng thánh đường hoàn thành ngày 18 tháng 11 năm 1993. Xin chân thành cảm ơn các bạn, mình sẽ quay tiếp khung cảnh giáo xứ Quân Công tiếp theo các bạn nhé.